Video này chỉ mang tính chất vui vẻ sau những giờ học tập căng thẳng, không cổ suý hay đi ngược lại với thuần phong mỹ tục của Việt Nam. Yes, và trước tiên video này thì các bạn đừng quên lại cho mình một nút like, share, một nút subscribe. Các bạn đừng quên lại cái chuông để nhận những video mới nhất từ kênh của mình nha các bạn ơi. Và ngày hôm nay mình đã mời tất cả những thành viên cặp đôi trong Hello Team tới đây để thực hiện một cái video siêu đặc biệt luôn các bạn ơi. Đó chính là thử thách ăn đồ ăn một mờ. Ok các bạn ơi, thì như các bạn đã thấy được là ngày hôm nay chúng ta sẽ thực hiện một cái thử thách, đó chính là ăn đồ ăn một màu. Nhưng mà ở đây chúng ta đang có bốn màu, đó chính là màu đỏ của mình nè, màu sáng của Sammy, màu xanh nhạt của Simi và màu xanh dương của Ủa vậy là một màu chứ? Một màu rồi nè. Một màu chứ ba. Ý mình là mỗi người một màu. À. Ok, và ngày hôm nay á, kèm đi kèm với thử thách ăn đồ ăn một màu của chúng ta sẽ có những câu hỏi siêu hóc búa mà những thành viên sẽ phải trả lời luôn nha các bạn ơi. Để xem coi là câu trả lời đó nó có thú vị không nha, và câu hỏi đó sẽ là những câu hỏi gì siêu đặc biệt đây. Ok, và như các bạn đã thấy được đó là ở trên bàn của mình đang có rất là nhiều đồ ăn màu đỏ, màu xanh, màu xám đó nè các bạn ơi. Trong đây là mọi người thích món nào nhất vậy? Tôi đây là chưa gì thấy có sô cô la, tôi thích rồi đó. Còn đối với lại mình đó thì mình sẽ thích mì cay màu đỏ của mình nè các bạn ơi. Ôi, bên kia có cả táo sấy à. Tại vậy? Ồ, táo sấy luôn nha. Rồi ok, và bây giờ đến với thử thách đầu tiên á, thì bây giờ chúng ta sẽ có quyền ăn một món bất kỳ theo màu của mình. Ok. Rồi ok, mình thì ở món đầu tiên này thì mình sẽ chọn một cái nước uống nho nhỏ đó, okay, cho nó dễ uống nha các bạn ơi. Bây giờ mọi người hãy chọn một món của màu mọi người nha. Tôi nghĩ là tôi sẽ ăn rong biển. Tôi nghĩ là tôi sẽ ăn bento mọi người ạ. Dạ, mình ăn chung đi. Rồi. Màu này các bạn không cay này, màu xanh là không cay. Xanh là không cay. Lo gì? Đó. Màu xanh này là không có cay đâu, trời ơi. À, chuẩn bị edit TikTok à. Trời ơi. Nè, Phong ơi, bạn muốn edit TikTok không? À, sao? Làm sao vậy? Ui, bạn hết đặt ra là sao ăn rong biển quá. Rong biển. Nó có rong biển mặn không? Ăn ké được. Không. Được rồi, ăn được màu các bạn ơi. Ok, vậy là bây giờ chúng ta sẽ ăn được một màu của chúng ta nha các bạn ơi. Ủa, nãy ăn của mình. Ủa? Thôi, bạn này mới đúng mình mà. Cái này đúng là ăn được. Đúng rồi. Đúng là ăn được nha, còn nếu mà như mình xin là không có được đâu nha. Đúng rồi. Ok. Sao mày đúng đi. Trời ơi, màu sáng quá, được ăn rong biển đó quá. Trời ơi. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just keep. Mình đâu có làm gì đâu bạn, trời đất ơi. Ok các bạn ơi, và đó chính là món ăn đầu tiên của chúng ta nha. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với tiết mục siêu gây cấn của ngày hôm nay, đó chính là tiết mục trả lời câu hỏi. Trên tay của mình á, là các bạn có thể thấy được là có một cái ly, có cái hình sticker của mình, có cái viên đính đá của mình nữa các bạn ơi. Và bây giờ mình sẽ đi từ trái qua phải nha. Ok Phong ơi, bạn hãy lựa một cái câu hỏi đi nào. Ok, để mình lựa. Rồi ok, câu hỏi đầu tiên của chúng ta đó chính là bóc phốt bản thân. Cái đầu tiên là viết chữ xấu quá. Thôi, bạn viết chữ quá xấu luôn nha bạn nha. Cái đó là không phải mình viết, không phải mình viết đâu. Mà cắt nè, các bạn coi cắt tờ giấy nè. Nhìn chán không? Nghệ thuật, trời ơi, bạn rồi trả lời đi, bóc phốt đi. Xài xể quá. Cái đó nè, cái đó nếu mà để nói là để bóc phốt cái đó thì... Ủa, không có bản thân, bản thân chứ không phải là bản thân đâu. Ôi, vậy hả? Để bóc phốt Kairon thì có rất là nhiều điều để bóc phốt bạn ạ. Nhưng mà bây giờ mình bóc phốt hết thì chắc chắn Kairon sẽ không biết trốn đi đâu cho hết cái nội dung này. Mình làm gì có cái gì để bóc phốt đâu bạn ơi. Kairon là một người, nếu mà để nó bóc phốt bạn thì cái này không biết phải bóc phốt hay không. Nhưng mà mình thì mình thích cái tính nó của Kai, nhưng mà mọi người không ai thích hết. Để biết lý do là sao không? Chính là ví dụ như mà khi mà Phong muốn mua cái món đồ đó, Kairon sẽ luôn là người ủng hộ Phong. Ví dụ như Phong kiểu lướt điện thoại, quỳ đôi giày này đắt tiền nha, 100 triệu ở xịn của người ta, cài đòn mua luôn bạn ơi, mua luôn cho mình ủng hộ luôn đây để mình mặc luôn.
bấm giúp cho nè, rồi bấm này nhập địa chỉ giúp cho nè, rồi mua rồi bạn ngồi đó và trả tiền rồi. Cái đó sẽ như vậy á bạn. Thật ra là đó là một cái tính của mình các bạn à. Mỗi lần á là Phong mà đang có một cái ý định gì đó mình sẽ kiểu hay vậy thôi. Nếu như bạn nào nghĩ rằng cái đó không phải là một cái tính xấu đi, ok, thì mình sẽ ví dụ cho bạn nha. Ví dụ ngày đó mình kiểu là hết tiền rồi, không có tiền, giờ phải tiết kiệm tiền thôi. Mình nghĩ là mình nên tiết kiệm tiền, Caron qua phòng mua đi bạn ơi, mua cái này đi bạn ơi, mua luôn, chờ gì nữa. Là mấy đôi giày không là do cai sủi gì vậy không thích hả? Đâu, mấy đôi giày như phòng không là không liên quan đến cai. Ok, nhưng mà cũng có vừa hứa cai tác động đến phòng đó đúng không? Nói chung là nguyên cái phòng của phòng là 80% là từ cai ủng hộ của mua. Rồi, cái túi cai là mua, túi cai là mua. Oh my god. Rồi ok, và đó chính là câu hỏi cũng như là câu trả lời đầu tiên của Phong Cần các bạn ơi. Và sau khi mà chúng ta đến với câu hỏi đầu tiên thì bây giờ chúng ta tiếp tục đến với một món ăn một màu nữa. Ăn nữa hả? Ăn nữa. Thật ra là đồ màu đỏ của mình là có một hai. Cái bánh này nhìn hấp dẫn quá nè cả. Nhưng mà nó là màu đỏ. Màu đỏ đó. À đúng là được ăn đúng rồi. Món ăn thứ hai của mình sẽ lựa cái đồ ăn bịch snack màu đỏ này các bạn ơi. Mình nhìn nó là mình sẽ thấy là nó siêu cay luôn á. Xem mình chắc ăn nhẹ nhàng ăn này thôi nè. Chắc vậy quá. Cay không? Không, thật ra là mình không để ý tới cái phần cay không. Mà cái bịch này lên tới 700 calo. Wow. Oh my god. Trời ăn này dơ. 700 calo, trời ơi, cái ăn một bịch này thôi là cay mập luôn á. Ôi các bạn ơi, mình ăn một cái bịch này thôi là mình xác định là mình coi như là hai đứa mình cũng đâu ốm đâu. Không sao đâu, không sao đâu, chứ ăn một miếng thôi, ăn một miếng thôi nha. Thôi ăn một miếng không sao đâu, ăn một miếng không sao. Này, đứa ăn nước ngọt. Mình với Phong sẽ ăn cái bánh que màu xanh đó. Đó. Ui, xem cái cục đầu của tôi giờ này to cỡ nào đó. Ui, trời ơi, cái bánh này nè các bạn ơi. Wow. Mình nhìn bên trong cái bánh này á, mình thấy là nó siêu đỏ luôn nha. Mình tưởng tượng là cay hả? Cái này mình tưởng tượng là ăn vô là nó sẽ cực kỳ cay luôn á nha mọi người. Ăn thử miếng nha. Đó, 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 đó. Đó, ok. Rồi, mới nạp 70 calo rồi á. Cay không, cay không? Không cay. Ngon. Không cay nha. Không cay hả? Mọi người muốn ăn thử không? Sao vậy? Rồi, ok. Ủa gì vậy? Vậy? Ủa đây là đồ ăn của cay mà. Ủa sao được ăn, em phải để cái khác đút được không? Chị em đút đó. Xin phải để cay đút nè. À là đút là phải ăn đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Đúng, 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 nhưng mà mình không thể nào mà đút sao được. Đó. Dạo này á mình cũng cảm thấy là mình hơi tăng cân mà cay có vẻ không tăng cân nào. Yeah. Oh. Đây chính là đồ ăn màu xanh phải không? Không, ăn luôn, ăn luôn. Ăn luôn. Quyến một cục bơ. Không sao, ớ mà, ớ mà. Ngon quá Hồng ơi. Cay à, cay thua mình. Có người độc ác. Người độc ác dễ sợ luôn á. Ngon quá Hồng ơi. Sam ơi, biết rồi. Con ghét cái này, con ghét cái này luôn á. Ủa xin. Rồi ok. Dễ sợ. Đồ ăn màu xám của Sammy lần này là Sammy đã quyết định là uống này, mình này ăn cái bánh này. Cái bánh này thật ra là không cay như mình tưởng á mọi người. Nó cũng bình thường ha. Mình tưởng là nó phải cay kiểu the lưỡi luôn á nha. Ờ mình nhìn cái bịch nó mình tưởng là nó phải cay lắm nhưng mà thật ra là nó khá nó là ngọt các bạn. Ngọt thôi chứ không có cay. Rồi ok, và sau khi đến với món đồ ăn thứ hai thì chúng ta đến với câu hỏi của mèo Sammy. Ok. Rồi, là tôi nè. Dài dữ. Nếu bạn nhớ hết thông tin cá nhân của các thành viên của Hero Team. Rồi, tôi là một đứa nào có vàng rồi bắt tôi nhớ là sao? Thông tin là tôi. Đây thật. Anh Tư Trần Trinh. Nguyễn Thanh Long. Nguyễn Thanh Long. Đây mà không nhớ mới có vấn đề này nha. Nguyễn Thanh Quốc ở sinh ngày 2 tháng 10. 2003. Ok. Cung cung Nguyễn Thanh Quốc. Cung hoàng đạo là gì? Cung tên. Cung Cung Thiên Bình. Oh. Hay quá. Ở đây cung gì ta? Trời ơi.
gì ta? Không nhớ hả? Thôi ok, trả lời nhanh nè, trả lời nhanh nè. Rồi, còn Sam là... Ê, Sam là khỏi trả lời đúng không? Chị gái mình là... Bởi vì là Sam là bằng mình đó mọi người, ok? Tôi đã dạy mà là coi như là trong cái câu hỏi lần này là Siêu không biết cả, không biết Vông là cái gì luôn. Ba là gì luôn? Đau quá ông ơi. Sao ngày gì, câu gì không biết luôn. Đau quá, mình là bạn là mình đau lắm luôn. Các bạn đã biết sinh nhật của Phong cần và câu Phong cần là gì, đừng quên câu phía dưới cho mình biết nha, ok? Yeah, like. Ok, và bây giờ sẽ là câu hỏi của mình nha các bạn ơi. Đến với câu hỏi của tôi đó chính là ui, nhiều câu hỏi quá các bạn ơi. Rất là nhiều luôn á. Bạn đã bao giờ nhầm lẫn Simi và Sammy chưa? What? Ồ, cái hả? Nói thẳng luôn, cái này là tôi nghĩ câu này là trả lời cho hai người luôn đi. Tôi nghĩ hai ông này á, bên cần có câu trả lời không cần. Rồi. Bạn đã bao giờ nhầm lẫn chưa Phong? Không cần, trả lời đi em. Cầm mic, cầm on the mic đi em. Nói chuyện. Câu hỏi của bạn mà. Tất nhiên là có. Có hả? Có chứ không, có trời ơi. Trời đất ơi. Hai người, tại vì bây giờ là Simi và Sammy đó là nhuộm tóc, nên là nhìn mới khác nhau á mọi người. Nói đi. Có hả? Cười mà, có gì đâu. Có, thực ra là hồi trước á là Kai có gọi là gì ta, lỡ, gọi là nhầm lẫn Sam thành Sim đấy. Cho nên là cũng có, mình nhớ là cũng có một lần là như vậy các bạn ơi. Nhưng mà nếu mà bạn nào mà hỏi mình là nhầm lẫn chi tiết như thế nào thì các bạn có thể xem lại video của Sam, tại vì có Phong ở đây mình không kể được. Nghe bí mật dữ à. Wow. Là sao? Ổng nhầm lẫn còn mình thì tất nhiên là có rồi. Thật ra là cái lần đó là cái lần mà Sammy đội thử cái tóc giả màu đen lên trên đầu các bạn, cái tóc giả ngắn á. Sammy với Sin có một cái sở thích đó chính là sưu tầm tóc giả. Và hai chị em có rất nhiều tóc giả. Và đợt đó Sam có đội cái tóc giả màu đen và nó ngắn các bạn, cho nên là mình tưởng là Sin. Và lần đó thì mình nhìn Sam cho nên là mình tưởng là Sin các bạn ạ. Cho nên là đó là cái lần nhầm duy nhất thôi. Ờ, cho anh thấy. Kiểu lúc đó nghĩ đó là ví dụ mà ông nghĩ đó là tôi ông định làm gì? Tại kiểu sang bộ vai hay làm gì? Ủa tôi nhầm bà với Sim mà mất quá gì nên bộ vai hay gì làm gì? Kiểu ví dụ ông thấy kể hello Sam gì có nói chuyện với Sim không hay gì không? À có, tôi gặp thì tôi gặp bà tôi cũng bảo là hello Sim mà. Ok, và các bạn đã thấy được đó là mình với Phong là cũng đã có những cái sự nhầm lẫn. Đó là duy nhất đó, cũng có nhầm lẫn tai hại đó. Nói chung là ok, bây giờ chúng ta sẽ đến với câu hỏi của Sammy. Câu hỏi cuối cùng như này, có nghĩa là câu hỏi cuối cùng bánh đậu không? Mùng 1 tháng 1 2023 là ngày gì? Rồi khó rồi. Mùng 1 tháng 1 năm 2023 là ngày gì? Cái này rất là quan trọng luôn á nha, đây là một cái ngày thực sự rất quan trọng luôn á. Nói chi chấp lực. Tay rồi. Ok, bây giờ Sam có 5 giây nha. 5 4 3 2 1. Không nhớ luôn. Wow. Thất vọng quá. Siêu có nhớ không? Siêu có nhớ ngày đó ngày gì không? Siêu không nhớ ngày đó ngày gì luôn. Rồi ok, đến anh Phong Cận đi gì luôn. Cận nhớ ngày đó ngày gì không? Đó chính là ngày fan meeting của Hello Team. Yeah. Mọi người quên mất là đầu năm nay chúng ta có cái fan meeting là đầu vừa mới đầu năm nay luôn là mình có một cái fan meeting với lại 3.000 khán giả các bạn ơi, rất là lớn luôn á. Đó, vậy là không nhớ, thất vọng quá. Mình cũng là mới đầu năm nay luôn á, trời ơi. Các bạn nào giống như tôi mà ngày tháng là sợ lắm các bạn. Đúng rồi. Thất vọng quá. Ok, và bây giờ chúng ta đến với câu hỏi. Đây, trong đây chỉ còn có hai câu hỏi thôi các bạn ơi. Ok, bây giờ chúng ta đến với lượt mình một này. Câu, bạn một câu. Được, ok bạn. Bạn thân với ai nhất trong Hero Team vì sao? Ôi trời ơi. Có dễ vậy? Bạn có hỏi là bạn thân không vậy ta? Thì nếu mà nói bạn thân nhất của tôi trong Hero Team chắc chắn là Simi rồi. Tại vì bạn ấy rất là dễ thương. Và mình thấy rằng là bạn ấy rất là tốt bụng với mình các bạn ạ. À. Thường xuyên giúp đỡ mình. Và chưa bao giờ có một lời nói nào nặng lời hay là cà khịa mình cả. Đúng rồi, nói chung là mình với Phong có một mối quan hệ rất là gì ta, thân thiết và rất là bạn thân mọi người đó. Nói chung thì mình nghĩ là Phong cũng là một người bạn thân nhất đối với mình. À, ok,
ok. Có người đang suy nghĩ là ủa tại sao không phải là mình ta. Đâu có, mình đâu có suy nghĩ gì đâu. Ủa mà đâu nói bạn đâu. Hả? Đâu, mình đang nói với Sam đúng không? Đang hay mình đang nói chuyện nhau mà. Ok, đó là câu trả lời của Phong cho các bạn không, ơi. Không, mình đùa thôi, bây giờ mình sẽ nói thật nè. Rồi, là người bạn thân nhất trong heo tiêu của mình á, chắc chắn là Mr. Dịch rồi. Bởi vì em có ai có thêm một bộ gì không để tôi đền đổi lên coi. Không, cũng đúng mà, không tin dịch thì cũng đúng. Giỡn, giỡn thôi, ok, giờ mới nói thật nè. Thì người bạn thân nhất trong Hero Team mình thì chắc là khỏi cần phải nói với bạn fan, có thể comment bên dưới, đó chính là Kyron Gamer. Bởi vì sao? Bởi vì mình nói chung là ở cái độ tuổi thì mình với Kyron cũng kiểu xem nhau các bạn đó. Cho nên đó là mình với Kai thường rất là dễ nói chuyện với nhau. Như là Siro thì mình sẽ hơi khó gần xíu, tại Siro tính cũng khá chậm đó. Mr. Dịch thì là anh Dịch là người lớn, cho nên là đôi lúc có những cái kiểu vui mà mình kiểu nói chuyện với nhau thì mình sẽ không nói chuyện với Dịch được đó. Mình đa phần là mình nói chuyện với Kyron nhiều nhất, bởi vì đơn giản là mình với Kyron hợp nhau các bạn, và chơi khá là thân với nhau, nói chung là làm gì cũng ủng hộ nhau hết. Mua đi bạn, mua đi. trừ cái đó là mình giỡn với nhau các bạn. Kyron okay. Có một cái lần Kyron thấy mình muốn mua món đồ gì đó mình quên mất rồi, sau Kyron bảo là mua luôn trời đó bạn ơi. Sau mấy lúc mình mua giờ thiệt, cái kiểu ủa mày nói giỡn mày mua thiệt đi. Đôi lúc là mình đang nói giỡn đó bạn ơi, nhưng mà mình không ngờ là Phong lại mua thật luôn á. Oh my god, Việt Nam nói là làm. Ok, chết quá bạn ơi, quá chết rồi. Ok, bây giờ đến cái câu hỏi cuối cùng này nè. Rồi bây giờ mình sẽ mở câu hỏi cuối cùng này ra nha. Hãy gọi điện thả cơm chó John ca mùi. Ôi tức quá nhà, sao nãy mà không lụm nữa này nhà, mình sẽ làm thật. Không, bây giờ tất cả bọn mình đều cho luôn. Tất cả hả? Đúng rồi, giờ mình gọi điện cho Camui luôn. Đây là thử thách của tất cả chúng ta luôn. Dạ, yeah. 3, 4 người cùng bấm. Ai Camui bắt máy của ai người đó phải nói. Rồi, ok. Camui thích ai chứ đúng không? Khó vậy tao. Rồi điện thoại tôi đang quay. Rồi, mình cũng thích cái này á. Từ chứ kiếm Camui đã. À đây, Camui là thấy rồi. Công nhấn đúng không? Từ. Rồi. Tôi danh bạ rồi, không cho lộ. Rồi. Ok, chuẩn bị chưa? Đó. Camui nè. Rồi, như vậy nha. 1 2 3. Rồi, Camui bắt máy ai? Ô, người dùng bận rồi. Oh no. Alo, chị hả? Ủa, ngoài chị hả? Chị làm gì vậy? Anh cháu. Anh cháu hả? Anh cháu. Em có chuyện muốn nói gì nè. Nói đi. Chị biết sao không? Sammy phải làm cái gì đó ghê vô nó mới vui chứ, nhẹ nhàng quá. Ok chị ơi, em chỉ muốn nói gì một điều thôi. Em thích chị. Bắt bài. Bà này giờ vẫn ranh thiệt, vẫn bắt bài. Sammy chặn quá, để mình thể hiện cái này coi. Được, tới phong cỡ. Giả bờm nè, anh phòng mình. Alo. Ủa Mui ơi, chị đang ở đâu vậy? Ở nhà. Em đang lái xe ở ngoài siêu thị, chị có muốn mua gì không? Ok. Không, tại vì là em cũng đang hơi buồn á, cho nên là tính rủ chị ra nói chuyện chơi. Đúng rồi. Hả? Gần đây có quán cà phê á, chị có muốn đi cà phê với em không? Ủa sao lại không? Thật ra là từ lâu rồi em đã có một cái tình cảm rất là đặc biệt dành cho chị Mui ạ. Và thực sự là dạ, thực sự là kiểu em từ nhỏ giờ em chưa thấy ai mà có một cái nét đẹp mà kiểu gọi là xinh xắn, mà kiểu gọi là mignon dễ thương như chị á. À đúng rồi, cho nên là đôi lúc á em thực sự là em nhìn chị em cũng cảm thấy khi mà chị cười lên á, nó là một vũ trụ. Nó là một vũ trụ. Nó không phải là mặt trời nữa rồi, nó là vũ trụ. Ánh mắt của chị như là hố đen vũ trụ, nó hút cả tâm trí em vào bên trong mà chị ạ. Dạ đúng rồi. Và lời nói của chị á, nó thánh thót á, cứ như là giọng hát của Sơn Tùng. Khi mà nghe Sơn Tùng hát á, em cảm giác rất là bình yên, và giọng nói của chị cũng không thua kém gì. Cho nên là em không biết là liệu rằng là chúng ta có thể hẹn hò với nhau được không chị ha? Tại sao vậy ạ? Chị quá phòng Sam làm gì?
Thôi trời ơi Sam, cái này chỉ là chuyện riêng của hai chị em mình. Chị từ chối thì thôi, chị từ chối thì thôi, chúng ta từ nay không là gì cả. Chị đừng gói ly mà chị đốt nhà người ta, ok? Thôi cúp máy nha bay. Vui không biết gần Sam đang ngồi ở đây. Trời ơi, trời ơi hay quá luôn á. Thấy không mình là... giỏi văn. Văn thơ quá, văn thơ quá. Rồi lúc mà ông qua tôi đâu có nói gì đâu ta. Không, nếu mà nói vậy là mình nghĩ là Sam nó chạy mất dép rồi. Thật ra lúc mà ông nói vậy nó chạy. Thật ra lúc mà không tán tỉnh Sam á, Phong chỉ cần dùng ánh mắt thôi là đủ rồi. đúng không? Chuẩn không ơi? Hợp lý không ơi? Hợp lý kìa ơi. Ok các bạn ơi, và đó... Ok các bạn ơi, và đó chính là những câu hỏi siêu hóc búa của thử thách ăn màu màu của chúng ta ngày hôm nay các bạn ơi. Và đó chính là list câu hỏi của ngày hôm nay. Các bạn có câu hỏi nào trước thì đừng quên bình luận bên dưới cho mình biết luôn nha. Và có lẽ là video của mình tới đây là kết thúc rồi. Và nếu các bạn yêu thích thì đừng quên cho mình một nút like, share, subscribe. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn các bạn trong những video tiếp theo. Peace.